45 ngàn phải không chị? Dạ đúng rồi. Rồi mà không có chiên trứng kịp, em sợ trứng bỏ vô nó mềm ăn được á. Dạ không sao. Nó có số điện thoại khi nào anh ăn ấy anh điện em trước em chiên trứng anh để ngủ à, làm cho. Rồi rồi. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà, người ta bán quán, bán bánh mì, bán cơm, bán đủ thứ để đặng họ kiếm sống và mưu sinh. Dân Việt Nam bây giờ họ mua xe hơi, xe ô tô là chuyện bình thường các bạn. Các bạn thấy cái cửa tiệm này tôi biết cắt gạch. Cái anh hai chồng này cắt rất là giỏi nha. Các bạn biết ở Việt Nam cái nghề cắt gạch là gì? Cắt gạch men thì để người ta lót nhà, lót cửa. Rồi họ làm này kia, họ cắt mấy cái cạnh, mấy cái góc rồi đó. Cắt vậy mà sắm xe hơi cho con đi du học nước ngoài. Ngầu không? Cuộc sống các bạn thấy quê nhà, chỉ cần mình biết chụp lấy cơ hội và biết tiến thân và học hỏi không ngừng thì cuộc sống không đến nỗi mà phải đi homeless vô gia cư. Ở như ở bên Mỹ, các bạn thấy ở bên Mỹ thì làm đóng thuế xanh máu mặt luôn. Cái gì cũng thế, cái gì phí phí thì chồng phí, thế thì chồng thế. Mà tới chừng mà xa cơ lỡ bước thì lại phải bước vào cái cuộc đời gọi là vô gia cư. Các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà sáng sớm nó nhộn nhịp lắm. Người dân, tại vì cái đại đa số cái tiểu thương và những cái người dân lao động phổ thông á, họ sống họ tự cung tự cầu và tự cấp, họ không có lệ thuộc vào cơ chế. Họ sống cái mô hình xã hội của người Việt Nam mình đó. Bởi vì có nhiều người lên mạng nói vấn đề thế má đồ nãy kia rồi, là tôi tranh luận với họ một cách rất là quyết liệt để mở rộng tầm mắt cho họ thấy rằng họ đang thừa hưởng một cái thành quả cách mạng có 102 ở tại Việt Nam. Tôi nói chuyện các bạn, tại vì các bạn không có thấy thôi. Các bạn sống ở trong một đất nước từ chiến tranh loạn lạc, nghèo khổ, cái thời gian quá khó khăn, rồi bây giờ chính sách đổi mới phát triển, rồi chính sách toàn cầu hóa nữa, rồi những cái thế lực xuyên tạc chống phá đất nước nó ngấm ngầm ở mấy chục năm nay, nó tìm cách nó phá hoại cái công cuộc phát triển đổi mới của quê hương. Các bạn biết cái tụi mà chống phá xuyên tạc Việt Nam nó thủ đoạn và nó ghê gớm, nó gian manh, nó xảo trá, nó ghê gớm lắm. Nó không khác gì mà những cái tập đoàn mafia, mà mấy cái tập đoàn mafia tụi nó chơi thì bài bản hơn, các bạn biết không. Còn mấy cái tụi mà cờ vàng cờ chó ở hải ngoại, mấy cái đám ba sọc ngụy nô đồ, tôi chửi mấy cái đám này là tôi khoái à. Rồi mấy cái thành phần mà khố gách áo ôm khôn nhà dạy chợ ở hải ngoại, ở Việt Nam thì chống phá rồi được trục xuất ra khỏi nước rồi đi ra nước ngoài, rồi bắt đầu như cái thằng khùng điên điên Trương Quốc Huy, rồi cái thằng mà Sơn Lê TV rồi lập kênh, rồi bắt đầu lên lặng kiếm ăn kiếm sống, đi lặng mà rồi chửi bới quê hương rồi xuyên tạc đủ thứ hết. Mà nhiều người trong nước họ không hiểu, họ tin các bạn mới chết chứ, tại họ không có nhìn thấy những cái sự thật. Cái sự thật ở nước ở Mỹ, tôi nói nước Mỹ thôi, nó kinh khủng lắm chứ không phải Việt Nam đâu. Những cái vấn đề mà tham nhũng hối lộ ở Mỹ nó tinh vi hơn Việt Nam gấp trăm ngàn lần. Các bạn thấy ở Việt Nam còn được bắt trọng đốt lò không từ mọi cái chức vụ nào hết, từ ghế này mọi những cái ghế cao mà còn phải vô lò. Các bạn thấy rớt đầy. Rồi những cái về hệ thống mô hình dân sự mà móc nối cơ chế, móc nối với lại những cái thành phần quan liêu để mà gây thủng đoạn cái chính trị an ninh quốc gia, rồi các bạn thấy ngày càng được trung ương làm rất là tốt. Phải nói là các bạn nên mừng
có một đất nước như vậy và thu lại những cái thất thoát về lại cho chính phủ hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam, và làm cho bộ máy ngày càng thanh liêm trong sạch hơn và pháp luật ngày càng đi đúng hướng công chính liêm minh. Các bạn thấy rất là tuyệt vời. Còn những cái chuyện nan đề ở xứ nước ngoài, các bạn không có sống, các bạn không có hiểu đâu. Tôi nói có nhiều người họ sống họ hiểu xong rồi họ không dám nói luôn. Các bạn biết như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà cái con mà nó dân chủ cụi mà nó chống, con có cái trang Facebook của nó rồi kênh của nó là Mẹ Nấm đó. Đấy, các bạn thấy nó là một điển hình chống ở trong nước, chống không từ thứ gì, ra hải ngoại rồi sao tôi không mất phát ngôn lên cái rồi không tin nước Mỹ vĩ đại như cô ta nghĩ. Các bạn vừa nói ra cái là bắt đầu cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó quẩy ra, nó nhảy ra, nó tẩy chay liền, nó chửi lại liền. Mới đó, mới qua Mỹ được nó tung hô rồi như là một cái thần tượng vĩ đại của tụi nó, các bạn thấy không? Xong rồi không có được lợi cho nó là nó quay qua nó tẩy chay và nó chửi bới khủng khiếp lắm. Còn ở trong nước quê hương mình, đất nước, cái vấn đề tham nhũng Việt Nam hiện nay tôi nói các bạn tuyệt vời, đang được làm trong sạch cái bộ máy cơ chế rất là tốt. Phải nói là tôi chưa bao giờ thấy ở bên Mỹ, ở cấp bộ trưởng mà chủ những cái hàng ghế mà gọi là mà cao cấp đi tù cả, nó không có. Văn hóa của hàng Mỹ, của tụi phương Tây, bọn tư bản là từ chức rồi xong đưa nó vài chục triệu đô, vài trăm triệu đô, trả cái tiền cho nó để đặng mà nó về quê nó sống yên thân. Kinh lắm các bạn ơi. Các bạn thấy ngay cả những cái ông mà làm tổng thống Mỹ rồi như vậy à, bước vào con đường chính trị Mỹ hả, nó kiếm tiền triệu đô. Tôi nói cho các bạn, tiền triệu đô bước vào con đường chính trị của Mỹ, nó thao túng nhau, nó rửa tiền rồi nó móc nối nhau những cái nhóm lợi ích của nó đấu tranh cho những cái nhóm lợi ích đó không à. Còn dân lao động phổ thông làm sắp mà đóng thuế, trả nợ, trả bill, hỏi bạn đi về nhà ôm nợ cuối tháng, đầu tháng là phải lo trả, rồi không trả đi thiếu nó một xu, nó tính tiền một cái xu đó là bao nhiêu tiền lời, tiền lãi, rồi lệ phí, rồi cộng thế lên nữa, chứ nó phải giỡn đâu anh chị các bạn. Kinh lắm. Tôi nói các bạn, còn ở Việt Nam những cái vấn đề tham nhũng quan liêu ngày càng được trung ương làm việc rất là quyết liệt, nhất là Bắc Trọng đang làm những cái cho lăng đang thực hiện một cái gọi là chống tham nhũng để làm cho bộ máy ngày càng thanh liêm, công minh liêm chính, pháp luật ngày càng công minh liêm chính, nó đúng theo cái tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Các bạn thấy rất là tuyệt vời. Các bạn không có sống ở Mỹ, không sống ở nước ngoài, các bạn không có đi, các bạn không có hiểu đâu. Nhiều khi có những người có tiền, họ giàu có trong nước, họ đi chỉ cởi ngựa xem qua thôi. Giống như các bạn thấy mấy người ca sĩ bẩn ở trong nước, nó ra nước ngoài bắt đầu nó vậy, nó có tiền nhiều quá đi, nó đi trên mây, nó cởi ngựa xem qua, nó tung tiền qua cửa sổ, nó qua nước ngoài bắt đầu nó hát bài ca con cá thôi. Đấy, rồi bắt đầu nó có bao giờ mà nó nhìn thấy được cái phía sau sự thật của cái nước Mỹ đâu. Nó có thấy đi chứ nó cũng lọt chồng con mắt nó ra, làm sao nó thấy trời, phải đồng tiền làm cho nó mờ mắt hết. Tôi về quê hương Việt Nam, tôi sống, tôi làm việc, tôi biết các bạn. Tôi tiếp cận với những người mà lao động phổ thông hàng ngày và cuộc sống mưu sinh ở Việt Nam đang có những chiều hướng rất là tốt. Chính sách ngoại giao và đường lối lãnh đạo của đảng rất là tuyệt vời, ngày càng được cái sự gọi là tín nhiệm của cộng đồng thế giới. Các bạn thấy mình từ một quốc gia
một con số không mà tàn phá bởi chiến tranh, rồi phải xây dựng đất nước trở lại. Và hôm nay các bạn thấy cộng đồng thế giới họ ngã mũ nghiêng mình, mà phải nói là nể phục cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Tuy rằng những cái tiêu cực các bạn thấy ở trong nước nó khủng khiếp như vậy, nhưng mà đối với tôi nó là bình thường. Tại vì ở bên Mỹ tôi sống nó còn khiếp đảm hơn nhiều. Ngay cả từ những cái thằng mà tổng thống, các bạn biết Obama làm hai nhiệm kỳ về sắm gọi là villa biệt thự, ai làm gì được ổng, kiếm vài trăm triệu đô trở thành những cái một nhà tỷ phú, triệu phú vài trăm triệu, các bạn thấy kinh khủng không? Bill Clinton đồ, rồi gia đình ông Biden, ngay cả ông Biden tôi nói các bạn biết con đường chính trị gần 50 năm của ông ta, một cái gọi là tham nhũng, tham ô, thối nát, mà sao mà đụng nổi ông. Các bạn biết ông Trump, ông là một cái người từ làm kinh tế, tuy rằng chuyện đời tư của ông cũng có những cái khuẩn khúc, nhưng mà bởi những cái chính trị thối nát, ông quyết tâm để tát cạn đầm lầy để đặng mà đưa ra ánh sáng những thành phần chính trị nó thao túng hơn quyền lực với nhau. Ông tát không nổi, bây giờ ông lại muốn tiếp tục chạy theo nhiệm kỳ, chạy theo một cuộc bầu cử vận động kế tiếp. Nó sợ ông lên là ông sẽ tìm cách ông bắt mấy cái thằng mà chính trị thối nát nó kia, mà họ trong lịch sử Mỹ hồi nào vậy chưa có. Cho nên bây giờ nó, mấy cái nhóm tài phiệt, cái nhóm mà lợi ích đó, nó tìm cách nó bươi móc ra những cái chuyện đời tư sai phạm của ông để đặng mà nó ngăn chặn ông cái con bước vào cái cuộc bầu cử năm 2024 này. Các bạn thấy kinh khủng, nó rất là quỷ quyệt, chứ không phải như các bạn thấy đâu. Tiền bạc nó làm mờ mắt con người, nó làm con người nó bị xây cuồng theo những cái thứ ảo tưởng. Còn ở Việt Nam các bạn thấy cuộc sống cơ chế ngày càng được tốt hơn nhờ có Bác Trọng làm cho cái bộ máy cơ chế ngày càng trong sạch hơn. Phải nói là tuyệt vời các bạn. Phải nói là Bác Trọng, cầu mong cho Bác Trọng sức khỏe dồi dào và sống trăm tuổi già, để Bác tiếp tục lái xuống con thuyền vận mệnh đất nước để củng cố cái chính trị Việt Nam ngày càng được ổn định hơn. Chính trị ổn định kéo theo cái nền kinh tế rất là ổn định, các bạn nên nhớ như vậy. Chính trị và kinh tế luôn luôn nó đi song song với nhau. Chính trị mà bất ổn nó làm cho kinh tế lụng bại chứ không phải là giỡn đâu. Cho nên mỗi chúng ta là một người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình cố gắng kiềm chế những cái bức xúc của mình về nan đề xã hội, mình cần phải tập làm sao học hỏi và sống theo nó, lao theo nó để đặng mình tiến thân, chứ không phải vì những điều đó mà quay qua xuyên tạc chống phá rồi cấu kết với những cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, rồi cái đám dân chủ cuội ô hợp trong nước, cái đám chẳng ra hồn vía gì cả. Tôi thấy mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại rồi thấy ớn chè đậu rồi, nó chống phá Việt Nam không từ cái thứ gì hết. Ngày xưa nó đi về Việt Nam tới nỗi mà cái nhà cầu của nhà xí, rồi khi các bạn biết đất nước mới rồi phát triển, người ta đi xe hơi nó cũng đem ra, nó xe ô tô nó cũng sôi mối, đường xá hạ tầng cơ sở những ngày đầu mình mới phát triển, mình chưa có kinh nghiệm về vấn đề xây dựng hạ tầng cơ sở, chàng ơi nó đem ra nó xuyên tạc, nó chống phá kinh hồn luôn. Bây giờ đất nước các bạn thấy phát triển ngày càng tốt hơn, người dân Việt Nam, những người ta làm việc càng lúc chuyên môn hơn, những cái tay nghề kỹ thuật của họ ngày lúc càng lúc nó cao hơn. Cái gì cũng vậy, thời gian người ta học hỏi và người ta sẽ làm mọi thứ nó tốt hơn.
đất nước những ngày đầu thì nó còn có những cái khó khăn và những cái kinh nghiệm về kinh tế xây dựng rồi hạ tầng cơ sở mình chưa có kinh nghiệm. Đấy. Khi mà có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ đứng trên cái đôi chân của mình. Và các bạn thấy Việt Nam ngày hôm nay tiến ra khắp năm châu bốn bể, người dân của mình các bạn cũng thấy không, như thằng như Quan Lê đó, ở Quan Quan gì quên cho ơi gì quên rồi gì mà nó đi qua châu Phi, nó xây dựng cái đất nước nghèo khổ của người dân châu Phi, các bạn thấy không? Nó đem đến tình yêu thương và vật chất cho người dân châu Phi để họ có được cái cuộc sống vật chất tốt đẹp hơn, chứ không phải giống như cái đám chống cộng ô hợp. Các bạn thấy cái lũ đó, thôi mình cũng phải bắt đầu làm việc đây các bạn, công cuộc sống mưu sinh mà ai cũng phải làm mới có mà ăn, mới có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thôi xin chào quý ông bà, các bạn trong diễn đàn.